một hành động bất chấp nắng mưa nhé mọi người ơi. Trời đang mưa rất là to luôn đây, nước chảy xối xả nhá anh em nhá. À, chúng tôi vẫn lên đồi bốc gỗ này. Anh em gái đang bảo vẫn làm thì chúng tôi vẫn cứ bốc đấy. Nói chung là trời này thì bốc không dám bốc nhiều đâu mọi người ạ, bốc bằng sắt xô đi về thôi. Đó, chỉ rơi vào khoảng tầm 2 khối 7, 2 khối 8 gỗ thôi nhá. Ước lượng nó có khoảng tầm 2 tấn rưỡi thôi, không dám đi nhiều bởi vì tí còn xuống mấy con dốc rất là trơn trượt luôn mọi người ạ. Đây, đường đi anh em thấy cái con đường nước chảy xối xả ấy, mưa rất là to luôn. Đây, và được cái là anh em khai thác rất là nhiệt tình luôn nhá. Đấy, rất là nhiệt tình luôn, mưa vẫn bảo bốc. Bây giờ trước mắt là chúng tôi phải xuống một con dốc. Đấy, chúng tôi phải xuống một con dốc để quay đầu, xong mới quay lên để bốc hàng. Anh em theo dõi em chuyến đi này của chúng tôi như thế nào nhá. Đây, chúng tôi đang gọi là bất chấp thời tiết đấy. Được cái là dòng này nó trang bị 3 cầu mọi người ạ, nên là cũng không lo. Đây, trời mưa rất là to luôn. Đấy, anh em vẫn đang lao gỗ ầm ầm ở trên xuống này. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, thấy chưa? Đấy, cuộc sống mưu sinh em đấy vất vả không? Mưa vẫn phải làm. Đây, gỗ đang lao vèo vèo xuống. Trời đang mưa rất to. Đây, chúng tôi phải xuống một con dốc này. Cài hết 3 cầu cho em. Mặt thì nước chảy không? Đây, nước chảy xối xả luôn nhá anh em ơi. Đấy, và hiện tại là tôi không thể ra ngoài quay phim được bởi vì trời mưa to quá nha mọi người nhá. Quay ở một cái góc nó cũng hơi hẹp một tí nhưng mà nó rất là chân thật luôn mọi người ạ. À, mọi người xem được hết những cái cảnh chúng tôi làm nó vất vả như thế nào và nắng mưa nó khó khăn như nào nhá. Đây là đoạn quay đầu của chúng tôi đây. Xuống thì rất là ngon lành rồi nhưng mà lên không biết là lên được không nhá mọi người ơi. Mưa to quá, càng ngày trời càng mưa. Tức là chúng tôi cố bốc để dọn đồi cho anh em nó xong sớm nó về ấy, mọi người ạ. Chứ không thì không bất chấp nắng mưa này đâu. Đây, quay đầu nhé mọi người. Quá là rồi. Tôi sẽ xuống dưới quay cho mọi người nhá, xem nhá, quay cho đẹp nhá. Đấy, bây giờ hiện tại là lấy cái mũ cối che cái điện thoại. Còn tôi thì mưa cũng gần như gọi là ướt hết rồi nên là không cần thiết. Đây nhá mọi người, mũ cối che điện thoại nhá. Đây, con xe đang quay đầu, trời mưa rất to luôn. Đi lên phía trên kia đây, mấy anh em ở trên kia đang đứng đợi bốc, đang làm gỗ. Bây giờ quan trọng là con xe có lên được cái dốc này không này mọi người nhá. Anh em xem nhá, xem có lên được không nhá. Được cái là trang bị 3 cầu nhưng khả năng là cái đường nó đang mưa to này, nước chảy xối xả này là không trơn trượt lắm đâu mọi người ạ. Vẫn lên được thôi, mình nghĩ là vẫn lên được thôi. Ban giờ này chấu nó cũng không có gọi là cái thấm thía gì cả bởi vì nước nó chảy này giải chấu xuống nó trôi đi hết rồi. Rồi, vấn đề là xe có lên được không rồi. Đấy, gỗ ở trên này anh em đang lao xuống rồi. Vẫn lên nhá, lên được mầm luôn. Đấy, trời mưa vẫn lên được mầm luôn. Đấy, lên lên trên này là đứng lại để bốc một xe hàng về. Đấy, nghe vẻ hơi bất chấp một tí đấy mọi người ạ. Tình hình này mưa là không thể ngớt được rồi. Ok nhá anh em nhá. Mình kết thúc video ở đây, khi nào bốc được xong hàng là mình sẽ quay lại cái cảnh con xe về cho mọi người xem nhá. Ok anh em nhá.